Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Get a Snack at 4 AM. Nói chung là ăn kiếm đồ ăn nhẹ vào lúc 4 giờ sáng. Đấy. Hiện tại bây giờ là đây, như mọi người thấy nè, đây đang là 4 giờ 6 phút. Ô, cái thời gian nó chạy gì ngộ nghỉnh nha. Và tự nhiên cô đang ngủ thì bất ngờ cô đói bụng quá nên là cô phải dậy để mà cô kiếm một cái gì đó ăn. Nhưng mà hiện tại là ba mẹ cô là không có cho là ăn đêm, tại vì ăn đêm mập mọi người. Đang ngủ mà tự nhiên cái đói gì ăn đêm là mập lắm. Nên là mọi người nào mà ai mà sợ mập thì đừng có ăn đêm nha. Đó, nhưng mà bây giờ tôi mập, tôi lộn, tôi quên. Bây giờ tôi đói quá nên là phải đi xuống dưới bếp kiếm cái gì đó ăn mới được. À, thật sự bây giờ rất là đói bụng luôn ấy. Bây giờ phải đi xuống kiếm cái bữa ăn khuya, cái này người ta gọi là ăn đêm ăn khuya rồi. Ô, đây là một cái thùng rác ma thuật ư? Tiền nè mọi người. Ô, lượm được tiền luôn. Wow. How to play nè, click vào item để mà lượm nó. Có rất nhiều cái ending khác nhau. Lấy snack ăn vào lúc 4 giờ sáng. Nhiệm vụ là ăn snack vào 4 giờ sáng. Ủa, hai cái này nó khác nhau cái gì? Tào lao thì chứ. Ok, giờ bật đèn lên. Đó, mở cửa đi ra. Ủa, tiền nè mọi người, tiền. Để coi mấy cái này không có gì hết. Đây chắc chắn là nhà cô. À, cái nhà của mình. Mà đi ra đây là gặp một cái gì đó để mà để chúng nó đi ra coi thử coi. Ủa, trong này là cái cửa này là cửa gì? Ô, phòng tắm. Ý, ông bố ông đang nằm ngủ trong cái phòng tắm nè. Trời ơi, ông xỉn xiền luôn. Ui, con dao, ôi lộn cái súng mọi người. Ôi, nhưng mà thôi. À, không nên gọi ông dậy mọi người. Gọi ông dậy sợ ông quýnh không ghê thôi. Nên là biết định là mình sẽ không gọi ông dậy, mình sẽ đi ra ngoài. Đấy, bây giờ con phải đầu tiên ăn là phải làm gì? Ăn là phải xuống bếp đúng không? Tiền rớt nè, không hiểu là sao nhà mình nhiều tiền ghê. Rớt, quá trời rớt. Đây là một cái thảm. Tiền nữa nè. Ôi, tiền quá trời luôn, không biết lượm tiền nó làm gì luôn. Ơ, please do not hả? Ê, cái gì mà người ta thường cấm là mà càng cấm là mình càng làm đúng không? Ừ, thì thôi mình bế lên. Ui, nó có cái trái cam, nó có cái miệng. Ê, cái gì? Ủa, vậy là xong cái ending rồi hả? Vãi nồi, cái ending orange nè mọi người. Có nghĩa là ending này là đã vậy là kích ra luôn. Ủa, vậy cứ kết thúc một cái ending là kích mình ra khỏi game hả? Vãi đạn. Rồi, tôi đã quay trở lại đây. Và hiện tại ở đây đã có được cái ending orange. Và theo Kia nghĩ là ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phải có tệ lắm cũng phải là 8 cái ending lận nha. Kinh hồn. Ủa, ở đây có trái cam mà nó cười ghê thật mọi người. Quá khủng khiếp. Vậy là bây giờ là Kia sẽ không sử dụng cái trái cam nữa, Kia sẽ đi lấy cái khác. Bây giờ, đó, ở trên này có bịch bánh snack nè. Nhiệm vụ của tôi là tôi phải ăn bánh snack để mà không bị phát hiện. Đây, lượm cái bánh snack trước đã. Rồi, ăn đúng không? Ý, đúng không? Tại vì nó kêu mình nè, nhiệm vụ của mình là tìm đồ ăn nhẹ vào buổi tối mà. Bây giờ tôi kiếm tìm đúng cái đồ ăn nhẹ rồi nên là bây giờ tôi... Ủa, sao đi không được? Ê, ba. Mày làm tao tỉnh. Cái gì vậy trời? Tao có thể nghe tiếng mày mở bịch và ăn cái chip đó. À lộn, ăn cái bánh snack đó. Rồi xong, bị bắt luôn mọi người. Rồi, được một cái ending chip luôn. Vãi đàn. Rồi, tôi đã quay lại cuộc hành trình đây. Và hiện tại được một cái thêm ending nữa. Đó, được tổng cộng 2 cái ending rồi. Bây giờ là chắc chắn là cái tiền này nó sẽ có cái gì đó để nó giúp ích mình. Nói chung là mình không nên đánh thức ông bố vậy đúng không? Vậy thì theo mọi người nghĩ khi mà Kia đi lượm cái bánh snack đó. Nhưng mà... Ủa? Sao mấy cái tiền nó bị biến đổi luôn rồi nè mọi người? Ồ, tiền nó biến đổi luôn rồi. Bây giờ mọi người thử nghĩ nha, bây giờ Kia lấy cái này. Rồi Kia đi vô trong phòng. Mới mở, mới ăn. Thì mọi người sẽ nghĩ coi nó sẽ như thế nào. Đó, vô phòng này ăn đúng không? Bây giờ ổng bây giờ tôi ăn xong tôi ngủ thì chắc gì ổng biết đúng không? Đấy. Ăn thôi. Rồi, đi ngủ. Nhanh. Trời ơi, đi ngủ trước khi ông bố thức dậy kia. Yeah. Đấy, thế là tôi đã ngủ thành công rồi. Trời ơi, ông bố gì ổng dễ gì mà ổng biết ổng phát hiện được. Đấy, được thêm một cái ending sleep. Vâng, lại bị kích nữa mọi người. Hey. Chứ cái game này cực khổ quá mọi người. cứ mỗi lần tiền ra được một cái ending cái là phải đi lại nữa, khổ thiệt chứ. Đây, đó, vừa tìm được 3 cái rồi nha.
ba cái rồi. Bây giờ đi ra ngoài thử coi. Hồi nãy là ở trong nhà này hình như là Kia xài hết. Ủa nó quay lại tiền rồi nè mọi người. Hả? Hồi nãy của nó là Epiphone hay là cái gì đó. Cái này là tôi sẽ không lấy nữa đâu. Tôi làm tôi hoàn thành cái này rồi nên là tôi sẽ không lấy nữa. À, đầu tiên là nó nói là lấy trứng nước, à, nấu trứng ở trên cái bếp lò này và đặt đặt quả trứng vào cái dĩa. À, ok rồi. Bây giờ là nhiệm vụ của tôi là chắc phải đi mua trứng. À, đừng nói kích này xong rồi. Đừng nói kích cái đó xong rồi chết nha. Tôi cũng biết sao tôi nói luôn á. Đây, ở đây có tiền. Ở đây có tiền, cứ đi lấy tiền đã. Khoan, PV bật được không? Không, PV không bật được. Bây giờ Kia sẽ đi ra ngoài. Ôi, ố, nhiên ra ngoài cái thấy được người mọi người. Ok, đó, đây là cái map mà giống như ở trong kia nó hiển thị đấy. Bây giờ là Kia sẽ đi vô trong. À, đây là một cái cửa hàng tiện ích. Yeah, vô trong rồi nè. Đang có 35 tiện. Chào mừng đến với cửa hàng tiện ích. Cửa gì? Chúng con sẽ mở cửa 24/24. Hãy đặt cái item ở đây để mua nó. À ha, ok. À bây giờ à ở đây có tiền nè mọi người. Ở đây có tiền. Có tiền. Trứng đúng không? Hồi nãy nó kêu mình là cần trứng đúng không? Ủa inventory full hả? Ủa? Chết thiệt chứ. Ủa cô đặt cái bánh snack, cô lấy bánh snack này hồi nào vậy? Thiệt tình. Ok dục đi. Mình cần mua trứng mà đúng không? Mình cần mua trứng mà. Trứng nè. À. Cái gì? Chúng bao lâu rồi không bán kem đánh răng và nước trái cây hả? Và nước cam chứ. Ơ. À. Ok, cứ lấy trứng đã đi. Ui, tự nhiên mua trứng gà hỏi nó đưa ra hình trứng trứng khủng long mới ghê chứ. Đặt ở đây đúng không? Nó kêu đặt ở đây nè. Ủa sao nó không cho cô đặt ta? À rồi. Ok. Nói chuyện các coi. Bạn có chắc là bạn muốn mua cái quả trứng này không? Nó có giá 25 tiền. À, bấm phím E thêm lần nữa để mà mình duyệt là mình sẽ mua cái quả trứng này. Ok, rồi, vậy là có trứng rồi. Cô về nhà cô làm bà trứng ốp la cô ăn thôi. À, bây giờ chỗ kia là đi không được nè mọi người. Ở ngoài này thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Đấy, nên là bây giờ Kia sẽ quay về. Quay về và lấy nướng quả trứng lên ăn. Lộn, là chắc làm trứng ốp la để ăn rồi. Cái này là làm trứng ốp la rồi. Nhưng mà làm gì làm cũng phải làm rón rén để mà để ông bố không khỏi phát hiện nè. Đặt quả trứng lên nè. Rồi đốt lửa bằng kiểu gì? Ủa? Khúc S. Ủa cứ khúc rồi mà, đúng không? Khúc rồi. Ôi, trên này có cái đầu hú hồn luôn. Hú hồn chi mén chưa? Rồi xong, tự nhiên sao cô lấy cái này chi ta? Bây giờ nó phụ... À, chưa có bật lên mọi người, phải bật lên. Yeah. Có trứng rồi. Bây giờ Kia chắc Kia phải bỏ bớt cái này đi. Đó. Chuẩn bị có trứng nướng nha mọi người. Nướng. À, yeah, có trứng ốp la luôn rồi nè. Ê, cắt. Uầy, trời ơi, có trứng rồi. Đặt lên. Rồi, lấy quả trứng. Ủa? Nó nói là đặt quả trứng lên cái dĩa, đúng không? Cái dĩa nè. Rồi, play orange juice. Orange juice là ở đâu? Ủa mình chưa có cái orange juice ở đây. Nó lâu rồi trong này không bán nước cam thì mình phải làm như thế nào nha? À đây này nước cam này đúng không? Trời đất ơi, nước cam nó nằm tuốt ở đây thiệt tình. Rồi, đã có nước cam rồi nha mọi người. Chứ không phải là lấy cái cam này xay ra nha. Lấy cái cam nếu mà xay ra là xác định luôn á. Ủa? Sao tự nhiên có ký vậy? Vậy là thêm được một cái ending nữa. Perfect breakfast. Ủa, tôi làm xong nó lên thành bữa sáng luôn mọi người. Nó không phải bữa tối nữa. Làm xong thành nó lên bữa sáng luôn. Vãi đạn. Rồi, vẫn là 4 giờ sáng đây. Bây giờ là được 4 cái rồi nha mọi người. 4 cái rồi. Phải đi, bây giờ phải kiếm cái gì khác nữa. Bây giờ không biết cái ending tiếp theo nó sẽ là những cái gì đây. Và chưa có hình dung được là cái mình sẽ phải làm gì tiếp theo trong này. Nhưng mà cứ tìm nó ăn trước đã rồi kính kiếp. Ở đây là vẫn là như mấy cái thứ này thì Kia đã làm qua hết rồi. Đó, bây giờ là phải vô kêu thử ông bố dạy thử nha mọi người. Tại vì hồi nãy là tôi còn thấy cái súng kế bên nữa mà. Đấy. À. Có cái Colgate nè, có kem đánh răng nè.
kem đánh răng, rồi kem đánh răng này mang ra bỏ lên lửa được không ta? Thử coi, lửa nó chưa cắt luôn nè. Cắt cái đã. Cắt nè, không đặt lên được nha, không đặt lên được. Ê, không đặt được. Ui, kem đánh răng mà hút được luôn cơ. Vãi đàn. Rồi, chết luôn. Chết vì kem đánh răng mới kỳ cục chứ. Biết là kem đánh răng không ăn được rồi mà không hiểu tại sao trong này nó vẫn ăn. Thề. Chắc là lại có thêm được một cái ủa? À, gọi vậy là không được cái ending mọi người. Gọi vậy gọi là chân ngu ấy. Gọi ông bố vậy là gọi là chân ngu ấy, nên là không có được cái gì hết trơn á. Thiệt tình. Rồi nó nói là hồi nãy là 100 tiền là mình sẽ lượm được cái cây súng đúng không? 100 tiền nó có dễ đâu ta. Bây giờ để coi thử coi đi, nó có gì không? Tiền nè, tis nữa nè. Trong đây nó dùng cái đồng cũ của nó chứ. Ở đây là nó có mấy cái thùng rác, rồi nó có mấy cái lon. Mấy cái lon này lấy được không? Mấy cái lon này thì không lấy được. Tiền nè, lụm tiền được nè. Đấy. Bây giờ ở đây nè, nó nói ngay chỗ này nè là cho nó tổng cộng là 8 cái lon soda. Thì mình không biết là lon soda thì bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào đây. Lon soda là lon nào cả? Bây giờ lon này đúng không? Pepsi Cola này đúng không? Rồi xong. Sorry anh, em quên trả tiền. Xin lỗi anh, em không có ăn trộm, chỉ có điều là em quên trả tiền. Rồi xong. À, dạ ok, bây giờ trả tiền. Em có tiền mà. Rồi xong. Ai. Trời ơi, ổng khó ghê trời. Rồi, đủ 8 cái rồi mọi người. Trời ơi, hồi nãy là Kia bỏ nhầm vô đây một cái nên là Kia phải thoát ra vô lại. Khổ thì chứ, nhưng mà sau khi thoát ra vô lại thì có một cái nó rất là hãi hùng nha mọi người. Tự nhiên mấy cái lá này nó biến thành mùa thu hết mọi người. Ôi, ghê thiệt chứ. Rồi, đủ 8 cái nha. Đấy. Rồi, sao nữa? Có cái máy này có vẻ như đang rất là vui vẻ. Rồi nó cho tôi cái gì? Ủa có vậy thôi hả? Ở fix cho nó xong rồi nó nói là nó rất là vui vẻ mà rốt cuộc tôi không biết còn được cái gì luôn mọi người. Quá đáng thiệt chứ. Này đi vô được không? Này đâu vô được đâu. À. Ê, kỳ nha. Tự nhiên nó vui xong rồi tôi không biết có được cái gì luôn á. Ơi mọi người. Kia vừa mới biết nha. Cái thời gian nghỉ, cái thời gian nghỉ là cái thằng nhân viên này nó sẽ ở ngoài nè. Đó, bây giờ tôi sẽ đi vô trong này. Nó có một cái két sắt nằm ở đây. À, một cái cửa. Chứ không phải một két sắt mọi người. Có thể mở được cái cửa. Wow. Wow. Đừng có ở lại đây quá lâu. Oh my god. Ở trong này nó quá bự luôn mọi người. Siêu rộng luôn. Ui. Cô la ở đây nữa. Cô la ở đây có quá trời luôn nè. Băng đá nè. Ôi. Vãi đàn. Rồi. Bây giờ biết được ở trong này. Ủa, out of order nè. Ủa là cái máy giống như cái máy ở bên ngoài nè. Ở đây nó có gì nè mọi người. Không biết cái này có bấm được không nha. À không bấm được. Thôi. Nó kêu tôi là đi ra ngoài lại. Ơi không mở được. Rồi xong trong này âm 100 độ luôn hả. Đùa. Trời. Chết gì bị đóng băng mọi người. Đúng tào lao luôn á. Rồi lại một đêm nữa và đã có được một cái gọi là freezer nha mọi người, đóng băng á. Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện thêm ở đây nè, nó có thêm một cái soda nữa mọi người. Nó có thêm một cái soda nữa. Bây giờ là do là hồi nãy là kia cho cái máy kia nó ăn 10 cái ăn ăn
ăn 8 cái nước ngọt á. Nên là bây giờ là nó tự động nó có sẵn trong trong phòng kia được một cái máy luôn nè. Wow, hay thiệt chứ. Rồi, bây giờ để coi thử coi. Ú, bây giờ tiền nó đổi thành cái khuôn mặt cười. Cái khuôn mặt cười rồi nè. Ồ. Ôi, tiền nó đổi thành hết khuôn mặt cười luôn mọi người. Để coi bây giờ ở đây ở trước nhà nó có một cái cống, có một cái cống nè, mà cái cống này là gì thì chưa thử nha. Rồi nó kêu mình là đưa cho nó 10 cái. Đưa cho nó 10 cái 10 cái gì á? 10 cái lon soda. Trời ơi, bây giờ cô phải đi vô trong đây. Vậy là tính ra là mình để mà làm được cái này á là phải mọi người phải có fit. Phải fit vendor bên ngoài thì lúc đó thì mình mới mua được nha. À, chỉ mua được 8 cái thôi. Là hai cái còn lại là kia phải ra ngoài hoặc là trong trong cái lạnh nó có một cái. Ồ, ok. Đấy, được một cái nè. Rồi, bây giờ là tôi sẽ làm tiếp 9 cái còn lại. Rồi, sắp đủ rồi. Được 9 cái rồi. Bây giờ trong cái tủ này có thêm một cái nữa là đủ 10. Bây giờ không biết xong cái này là nó có lên, nó có kết thúc cái ending này không nữa. Ending này chắc là ending người tốt nè. Đấy. Yeah, wow. Một ánh sáng lạ ư. Ui, nó cho mình một cảm giác rất là tệ. Hey, đồ cũng biết dưới này nó có cái gì đâu nha. Đáng sợ đó. Ê, tự nhiên nó cái chiếu lên vậy thôi là xong rồi mọi người. Phải được. Mèo này cũng chả có gì đặc biệt cả. Thôi bây giờ đi vô lại. Thì ở đây là nó sẽ, bây giờ cái bếp này nè, đó. Bây giờ mình muốn đốt nó mà mình chưa biết phải đốt như thế nào. Ở đây thì có một cái chip. Bây giờ cô sẽ thử, cô nấu nó thử coi nha. Đấy, nấu chip lên. Wow, nấu được luôn nè mọi người. Nó cho. Nấu chip thì nó cho. Có nghĩa là nấu chip và nấu trứng thì nó cho. Còn nấu khác thì nó không cho. Ui, cháy rồi mọi người. Nó cháy rồi nè. Tắt lửa. Tắt không được. Cháy rồi. Vãi đạn, nó hú kìa. Nó hú. Không vô được. Bây giờ phải chạy. Chạy đi đâu đây, chạy đi đâu. Ui, trời, nó chạy nhà rồi. Trời ơi. À. Không chạy được, cháy nhà luôn. Vai được. Nhiệm vụ là đi ra ngoài chứ không ăn nữa nha mọi người. Bây giờ nhiệm vụ là đi ra ngoài nè. Đó, và cùi cũng đã có được một đống rồi. Nó kêu nhiệm vụ của mình là bây giờ là đi ra ngoài mà không biết đi ra ngoài làm gì luôn á. À, để đi ra thử coi. Bây giờ nhiệm vụ là không ăn nữa nha. À, nhiệm vụ là giờ là chỉ có đi ra ngoài thôi. Ôi, có gì đó nó rất là tệ ở đây. Tại vì hồi nãy là Kia đã cho nó ăn đủ 10 cái rồi và sau đó là hoàn thành một cái nhiệm vụ khác và chết. Thì sau đó thì bây giờ vô lại á thì nó kêu là đi ra ngoài. Mà bây giờ đi ra ngoài rồi thì như thế nào nữa nha? Ơi. Lũ soda hả? Vãi, sao lại có lũ soda đây nữa? Ồ. Bây giờ nó nói mình á là ui khoan, bây giờ cô thực sự cô không biết phải làm cái gì trong này luôn nè. Ồ. Ý cái ông cashier ông đứng này làm gì vậy? Anh ơi. Mở cửa đi. Cho em đi vô với. Yeah. Ồ, ổng vô rồi. Vậy là có vẻ như là thoát được cái cơn lũ này rồi mọi người. Nhưng mà theo như con nhớ thì trong này nó rất là lạnh. Có cách nào để chỉnh cho nhiệt độ nó bớt lạnh không anh? Chứ về trong này lạnh quéo luôn á. Tôi không biết là chúng ta có thể là đây bao lâu nữa. Chứ có vẻ như chúng ta phải ở đây một lúc rồi đó. Nhưng mà phải có cách nào đó để cho nó bớt lạnh không anh? Chứ giờ vô đây là mất công phải dùng nhíp rút ra nữa. Khổ lắm anh ơi. Hình như bạn biết là cái cửa nó sẽ bị khóa đúng không? Yeah, chúng ta đã bị chúng ta đã bị khóa đây cho cái khi sự giúp đỡ cho cái khi có sự giúp đỡ. Vãi đen. Rồi giờ sao? Rồi sao mọi người? Chết vì cơn lũ.
Vãi đàn, không tin được luôn á. Tự nhiên cái cho thằng kia nó uống soda xong rồi kết thúc qua ngày qua 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 một cái dáng mới là tự nhiên ra ngoài trời, nó không bắt mình ăn nữa mà ra ngoài trời, xong có cơn lũ lên. Oh my god, không tin được, trời đất ơi. Rồi thì ok, thì chắc Kia sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share, và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye mọi người.